thực hiện chiến dịch tiêm chủng mùa xuân năm 2022. Với tinh thần khẩn trương, nhanh chóng, thị xã Vĩnh Châu đã chỉ đạo ngành y tế chủ động rà soát, lập danh sách đối tượng tiêm chủng, trang bị đầy đủ nhân lực, cơ sở vật chất, phương tiện, trang thiết bị, dụng cụ y tế, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên tham gia thực hiện chiến dịch để đảm bảo an toàn tiêm chủng. Trong những ngày nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần, các đơn vị trong ngành y tế đã nỗ lực triển khai thực hiện chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19. Lãnh đạo thị xã đã tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát công tác triển khai tiêm chủng để đảm bảo các điểm tiêm chủng diễn ra an toàn, đồng thời thăm hỏi, tặng quà, động viên tinh thần đội ngũ, nhân viên y tế. Công tác an toàn tiêm chủng được thị xã đặt lên hàng đầu, tại các điểm đều được bố trí cơ sở vật chất, nhân lực đầy đủ. Chiến dịch tiêm chủng vào đầu xuân còn để người dân có thời gian nghỉ ngơi, ổn định sức khỏe để chuẩn bị cho công việc vào năm mới. Nên người dân ở thị xã Vĩnh Châu rất phấn khởi đi tiêm để đảm bảo an toàn trước dịch bệnh. Hôm nay tôi đến đây chích mũi 3 và cũng cảm ơn nhà nước lo cho dân để chích cho mình ngừa được Covid. Mình sống rất an tâm, khỏi lo sợ. Cũng cảm ơn địa phương, ngành y tế đã giúp đỡ lo cho dân để bảo vệ sức khỏe cho nhân dân và ít an tâm. Tiêm được mũi thứ ba em thấy mình vẫn khỏe, đã mình đi lại yên tâm hơn nữa. Được nhà nước lo cho dân vậy là rất là tốt, tôi rất vui mừng, rất là quan trọng. Mình đi mình cũng không có sợ bị nhiễm, lại mình có sức đề kháng mạnh hơn, cũng tranh thủ 5K nữa, đeo khẩu trang, diệt khuẩn. Tính đến hết ngày 9 tháng 2 năm 2022, toàn thị xã Vĩnh Châu đã thực hiện tiêm vaccine mũi 3 được 8.895 mũi, chiếm 26,9% kế hoạch. Chỉ tiêu chiến dịch đề ra cần phải tiêm là 33.122 mũi. Trong đó tiêm vét cho người về quê Tết mũi 1, mũi 2 tổng số được 508 mũi. Chiến dịch tiêm chủng mùa xuân có ý nghĩa rất quan trọng, khi tỷ lệ bao phủ vaccine càng cao thì nguy cơ lây nhiễm càng giảm. Do đó, để nhanh chóng khống chế được dịch bệnh, thì tỷ lệ bao phủ vaccine là điều cần thiết. Đặc biệt là ý thức của cộng đồng xã hội trong thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch sẽ giúp kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 để nhanh chóng phục hồi và phát triển kinh tế xã hội trong thời gian sớm nhất.